bờ đất đơn sơ, chiếc gầu trẻ nhỏ bé nghiêng nghiêng một cánh khế, ôi giếng nước quê hương, ôi giếng nước thân thương, nước gương trong xanh mát, bao năm rồi xa cách đong mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn ở lại, giếng vẫn trong xanh mãi như tình quê. Bên tôi thì thầm bao kỷ niệm, cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, riêng quê mình xanh mãi tâm mát cả đời tôi như dòng sông êm trôi. Về quê mẹ còn em về đâu? Đơn sơ chiếc gầu trẻ nhỏ bé nghiêng nghiêng một cánh khế, ôi giếng nước quê hương, ôi giếng nước thân thương, nước gương trong xanh mát, bao năm rồi xa cách đong mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn ở trong xanh mãi như tình quê người ơi. Chiều nay riêng bên tôi thì thầm bao kỷ niệm, cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, riêng quê mình xanh sông êm trôi. Ôi một thời thơ trẻ, nửa đời về quê mẹ còn em về đâu? Ôi một thời thơ trẻ, nửa đời về quê mẹ còn mấy hạt mưa xuân thắm thêm đào phai nở buồn, hồng thêm đôi má chị hai. Lắc rắc mấy hạt mưa bay, làng em tưng bừng mơ hồi, mời anh chạy hội làng em. Làng em bên sông cầu lỡ thơ nước chảy, làng em tháng riêng đến hội gái trai nô nức ước hẹn tìm duyên.
ai xin, chỉ đứng bên đình nghiêng nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo anh hai bước xuống thuyền rồng. Ca câu quan họ rằng người ngoan ơi, ca câu quan họ chọn tình thương ai. Lật phất mấy hạt mưa xuân, thắm thêm đào phai lỡ buồn, hồng thêm đôi má chị hai. Lắc sắc mấy hạt mưa bay, làng em tưng bừng mơ hồi, mời anh chảy hội làng em. Làng em bên con sông cầu lỡ thơ nước chảy, làng em tháng riêng đến hội gái trai nô nức ước hẹn tìm duyên. Chị hai xinh, chị đứng bên đình nghiêng nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo anh. Liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý khách xa gần và toàn thể bà con nhân dân đã có mặt trong chương trình văn nghệ mừng lễ hội truyền thống thôn Đại Thần ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép MC Minh Hải thay mặt ban tổ chức lễ hội xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý khách gần xa và toàn thể nhân dân lời chào năm mới, lời kính chúc sức khỏe bằng những tình cảm nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, như thường lệ đến hẹn lại lên, khi Tết đến xuân về cứ vào ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm, toàn thể nhân dân thôn Đại Thần lại hân hoan chào đón lễ hội truyền thống. Hội làng đã ghi dấu bao niềm vui, cảm xúc và kỷ niệm đẹp về sự gắn bó, về tình thân, tình đoàn kết, về sự hợp tác, hợp lực của lãnh đạo và toàn thể nhân dân trong thôn Đại Thần. Đây thực sự là một nét đẹp văn hóa đặc trưng đang được lưu truyền, bảo tồn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình văn nghệ mừng lễ hội truyền thống thôn Đại Thần hôm nay là tiết mục top ca Đảng đã cho ta một mùa xuân. Mời quý vị và toàn thể nhân dân cùng lắng nghe. Thank you.
xin cảm ơn tiết mục Top Ca Đảng đã cho ta một mùa xuân của Top Ca Thôn Đại Thần. Mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt bếp pha trà mời rơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Mấy khi quê hương Đại Thần được náo nức phấn khởi chào đón bao lượt khách thập phương ghé thăm lễ hội truyền thống, đến Đại Thần vui chảy hội xuân. Để tỏ lòng hiếu khách của những người con thôn Đại Thần, ngay sau đây, Mỹ Hạnh và Lệ Quyên xin trình bày bài hát Khách đến chơi nhà lời mới. Mời quý vị và bà con cùng thưởng thức. Cùng toàn thể nhân dân, mỗi khi nghe giai điệu ca khúc Việt Nam quê hương tôi vang lên, Tổ quốc bỗng trở nên giản dị, chân thực và thanh bình. Có lẽ dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã trải qua triền miên, đi qua những cuộc chiến tranh với bao nhiêu nước mắt,
bao nhiêu máu chảy và bao nhiêu ly biệt mới có thể mơ về một điều giản dị đến cháy lòng, đó là sự thanh bình. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con hãy cùng hướng lên sân khấu để cùng cảm nhận sự thanh bình của quê hương Việt Nam qua tiết mục Việt Nam quê hương tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với phần trình bày của Mỹ Hạnh và tốp múa Hội Phụ Nữ Thôn Đại Thần. Thank you.
áo quần sặc sỡ ríu rít hẹn hò trong phiên chợ ngày xuân. Cảnh sắc núi rừng Tây Bắc vui tươi ấy sẽ được tốp múa thôn Đại Thần khắc họa trên sân khấu mừng lễ hội truyền thống ngay sau đây qua màn múa mang tên phiên chợ ngày xuân. Mời quý vị và nhân dân cùng đón xem. Xuân về hối hả ngựa ơi xuống chợ cùng ta. Miệng em cười, áo em rực rỡ, màu núi màu rừng cho lòng anh mê say. Nó hoàng ơi, gọi em bằng tiếng khen sao em mày mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn sao em mày mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu dư chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng vơi nỗi buồn. Nàng ơi hãy về cùng anh. Mi chim hót vang tiếng khen anh thương anh theo anh về bàn thương anh theo anh về bàn. Nọng ơi nọng ơi anh mê say nó hoàng ơi. Gọi em bằng tiếng khen sao em mày mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn sao em mày mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu dư chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng vơi nỗi buồn. Nàng ơi nàng ơi gọi em bằng tiếng khen sao em mày mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn sao em mày mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu dư chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng vơi nỗi buồn. Nàng ơi hoa mi chim hót vang tiếng khen anh thương anh theo anh về bàn thương anh theo anh về bàn thư. Nàng ơi nàng ơi.
Tiếp theo chương trình là màn trình diễn múa chống hội do Hội Người Cao Tuổi đến từ thôn Thống Nhất biểu diễn. Ban tổ chức chúng tôi xin mời lãnh đạo đại diện các xã, chúng ta xin mời các đại biểu lên hàng ghế trên ngồi ạ. Để nối tiếp chương trình, Hội Phụ Nữ Thôn Đại Thần sẽ biểu diễn màn múa mang tên Cô Đôi Thượng Ngàn. Mời quý vị cùng đón xem. Ngọc điện chốn kim môn, cô ra vào. Ngọc điện chốn kim môn.
Chào cờ.
Xin trân trọng kính mời các cụ cao niên, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chúng ta an tọa. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hội làng đã ghi dấu bao niềm vui, cảm xúc và kỷ niệm đẹp về sự gắn bó, về tình thân, tình đoàn kết, đồng thuận, về sự hợp tác, hợp lực của lãnh đạo và toàn thể nhân dân trong thôn. Đây là một nét đẹp văn hóa đặc trưng được lưu truyền bảo tồn trên lãnh thổ đất nước Việt Nam. Tươi đẹp của chúng ta, hòa chung với khí thế sôi nổi của nhân dân cả nước, đang ra sức thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào xuân mới, xuân Canh Tí. Được sự nhất trí cho phép của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân, hôm nay hai giới các cụ, cán bộ và nhân dân thôn Đại Thần long trọng tổ chức lễ hội truyền thống Đền Sông năm 2020. Về dự với buổi lễ khai mạc hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Đại biểu lãnh đạo xã Đồng Tháp xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Ông Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Ông Đỗ Văn Trung, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban xã, Trưởng ban Quản lý di tích lịch sử xã Đồng Tháp, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ hội hôm nay còn có các ông bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ông bà là trưởng phó các ban ngành đoàn thể trong xã, các ông bà trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo, Ban quản lý di tích, đình chùa, hai giới các cụ, các thôn Bãi Tháp, Bãi Thụy, Đồng Tháp, Đồng Vân, Họ Vực và khu dân cư X260. Đại biểu lãnh đạo thôn Đại Thần xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các ông bà trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn, Ban hành giáo thôn Đại Thần, hai giới các cụ và toàn thể nhân dân đã có mặt đông đủ nghĩa trong ngày lễ hội hôm nay. Đại biểu quý khách thập phương xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã Song Phượng, Minh Khai, Dương Liễu, cán bộ ban quản lý đình chùa các cụ hai giới các thôn Thụy Ứng, Tháp Thượng, Thuận Thượng, Thống Nhất xã Song Phượng, cán bộ và nhân dân xóm các thôn Thống Nhất, xóm Ngọn Sông xã Minh Khai, ban quản lý đình chùa hai giới các cụ xã Minh Khai, xã Dương Liễu, xã Cát Quế. Đến dự lễ hội hôm nay còn có các bản điện, các xã Dương Liễu, Minh Khai, Đan Phượng, Cát Quế cùng toàn thể nhân dân và quý khách thập phương về dự đông đủ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng lễ hội ạ. Kính thưa các cụ thượng, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đồng chí lãnh đạo xã đã về dự khai mạc lễ hội và có hòa chúc mừng lễ hội. Sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng xã lên tặng hoa lễ hội. Xin trân trọng kính mời cụ Trần Văn Ất, đại diện cho tiểu ban quản lý di tích lên nhận hoa. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Chiến. Xin trân trọng cảm ơn cụ. Ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Bá Hưng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban xã Dương Liễu lên tặng hoa đại hội chúc mừng lễ hội ạ. Xin trân trọng kính mời cụ Trần Văn Ất lên nhận hoa. Xin trân trọng cảm ơn ông và xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình của buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Mậu, Phó thôn, Phó tiểu ban quản lý di tích Đền Sông lên báo cáo những nét cơ bản về lịch sử, đặc điểm công tác tu bổ tôn tạo, quản lý di tích thời gian gần đây và khai mạc lễ hội. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính này ngũ vị thượng đẳng tôn thần Đức Đại Vương. Kính thưa ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Ông Lê Văn Vinh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Ông Đỗ Văn Trung, Đảng ủy viên,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban quản lý di tích lịch sử xã Đồng Tháp. Các ông, các bà trong ban chấp hành Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngoại, ngành đoàn thể trong xã. Kính thưa các ông, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, Song Phượng, Minh Khai, Dương Liễu, Ban Giám đốc hai hợp tác xã, các đơn vị X260, Viện 481, công trình phân lũ đập đáy, Ban Giám hiệu, nhà trường và các thầy cô giáo cấp 1, 2 trường mẫu giáo trạm y tế xã, Ban Chi ủy, lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn, cùng Tiểu ban Quản lý Di tích lịch sử, Ban Quản lý Đình chùa, Hội người cao tuổi cùng hai giới các cụ thôn Thọ Vực, Bái Thụy, Bái Tháp, Đồng Vân, Đại Thần, khu tập thể X260, Đập Đáy, Thụy Ứng, Tháp Thượng, Thuận Thượng, Thu Quế, Thống Nhất, xóm Cát, xóm Ngọt Sông, xã Minh Khai, xã Dương Liễu, xã Cát Quế và Cát Ngòi. Ban Hành giáo cùng nhân dân họ Đại Thần, các bản điện trong và ngoài huyện cùng toàn thể nhân dân trong thôn. Năm Kỷ Hợi đã qua, năm Canh Tý đã đến, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Tháp, Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn, Ban Mặt trận thôn, hôm nay ngày 1 tháng 2 2020, tức ngày 8 tháng Giêng năm Canh Tý, nhân dân đền sông Đại Thần tổ chức lễ hội truyền thống vào hai ngày 8 9 tháng Giêng xuân Canh Tý. Thay mặt cho Tiểu ban Quản lý di tích lịch sử đền sông, xin kính chúc các cụ cao niên, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân xuân Canh Tý mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc hai ngày lễ thành công được tốt đẹp. Kính thưa các cụ cao niên, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, đền sông Đại Thần có được như ngày hôm nay, chúng ta phải nhớ công ơn bao nhiêu năm qua của các cụ đời xưa cũng như của nhân dân để lại. Tưởng nhớ những công ơn đó, chúng tôi xin được ôn lại lịch sử đền sông Đại Thần. Đền sông Đại Thần nằm trên khu vực xã Đồng Tháp, Đan Phượng, phía đông giáp xã Minh Khai, Hoài Đức. Phía nam bên kia là sông, bên kia sông là xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Từ xưa đến nay, ngôi đền vẫn thuộc quyền sở hữu của nhân dân thôn Đại Thần, xã Đồng Tháp và Đại Thần, xã Dương Liễu. Từ thời Lê và đầu thời Nguyễn, khu vực này thuộc địa phận phường Đại Thần, huyện Quốc Oai, phủ huyện Đan Phượng, phủ Quốc Oai, trấn Xuân Tây. Dưới triều Thiệu Trị Tự Đức năm 1833-1844, gọi là phường Đại Thần, thuộc xã Mậu Hòa, tổng Dương Liễu, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây, tỉnh Xuân Tây. Dưới triều Đồng Khánh năm 1886-1888, phường Đại Thần thuộc huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Nội. Trước năm 1945, phường Đại Thần thuộc tổng Đan Phượng, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Đông. Sau này nhập vào xã Liên Hợp, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Đông và sau này đổi thành xã Đồng Tháp. Đền sông vốn là nơi thờ tự của ba vạn trài, vạn thượng, vạn giữa, nay thuộc thôn Đại Thần, vạn hạ, nay thuộc xã Dương Liễu, Hoài Đức. Ngôi đền chính là nơi thờ ngũ vị thượng đẳng tôn thần Đức Đại Vương, là nơi thờ các thủy thần của ngư dân, những người làm nghề trải lưới trên sông đáy xưa. Căn cứ vào tài liệu và văn tự hiện còn trong đền sông từ xưa đến nay, thờ các vị Lạc Long Vương thượng đẳng thần, Hà Bá Thủy Quan Đại Vương trung đẳng thần, Ngư Phụ Tiên Sinh Đại Vương, Linh Ứng Đại Vương, Gia Thông Minh Cảm Chính An Đại Vương. Sự tích của các vị thần có lịch sử như sau. Một, Lạc Long Vương, theo truyền thuyết dân gian, Lạc Long Vương còn được gọi là Lạc Long Quân, chính là tổ tiên của người Việt cổ. Truyền thuyết kể rằng từ mấy ngàn năm trước có vị thần đứng đầu làm vua tứ lạc. Một hôm, vua lên rừng diệt
giống quả mộc tinh. Sau đó nhà vua lại xuôi theo dòng sông tới vùng sông Cái Long Biên. Nhà vua đánh nhau với Ni Tinh, tức cáo chín đuôi ở Hồ Tây. Diệt xong cáo chín đuôi, vua lại tiếp tục ra Biển Đông. Tại đây nhà vua đánh nhau với Ngư Tinh, cuối cùng diệt được Ngư Tinh. Bây giờ vùng núi tới vùng đồng bằng, biển khơi đều được yên ổn. Và một buổi đẹp trời, Lạc Long Quân gặp làng Âu Cơ đi dạo chơi, liền đem lòng say mê Âu Cơ. Âu Cơ thấy Thuận kết duyên vợ chồng. Sau một năm, Âu Cơ sinh ra một kế bọc 100 trứng, 7 ngày sau nở thành 100 người con trai. Thời gian trôi đi, 100 chàng trai đều lớn khôn khỏe mạnh. Một hôm, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ: "Ta vốn giống là rồng, quen giống dưới nước, nàng thuộc giống tiên. Nay ta hãy cùng nhau cai quản khắp mọi miền đất nước." Từ đó, 50 người con trai theo cha ra miền biển vui cấy cày trải lưới, 50 người con theo mẹ lên núi khai phá núi rừng, trồng trọt sinh sống. Về sau, anh cả nên ngôi vua, lập lên đời Hùng Vương thứ nhất gọi là Văn Nang. 2. Hạ Bá Thủy Quan chính là vị thủy thần, đó là vị thần gắn bó chặt chẽ, chi phối trực tiếp đến cuộc sống của ngư dân sông nước. Theo quan niệm dân gian, Hạ Bá là vị thần cai quản các dòng sông. Chính vì vậy mà ngư dân thờ thần Hạ Bá với mong ước cầu nguyện cho công việc làm ăn trên sông nước được thuận lợi và để cầu mong một cuộc sống thanh bình ấm no. 3. Ngư phụ tiên sinh, theo quan niệm của ngư dân, đó là người tổ của ngư dân sông nước, đó chính là người dạy họ cách trải lưới đánh bắt cá trên sông. Bên cạnh những truyền thuyết này, hiện nay địa phương còn lưu truyền rằng vào thời kỳ đầu công nguyên, những năm 40-43, nghĩa quân của hai Bà Trưng đã tiến quân theo dòng sông đáy đánh giặc Hán. Khi qua khu vực này, cư dân xung quanh đã hưởng ứng gia nhập nghĩa quân, tiếp tế lương thực cho quân khởi nghĩa. Chính vì vậy, sau chiến thắng, hai Bà Trưng đã phong chiếu chỉ cho nhân dân địa phương lập đền thờ thủy thần. Trong đền còn lưu giữ một đôi voi đá từ thời hai Bà Trưng, một lá cơ hội của người Vạn Trải bằng lụa tơ tằm dài 3 mét mang biểu tượng con thuyền của ngư dân Việt cổ, 3 bộ kiệu cổ từ thời đời Lý, 15 đạo sắc phong và nhiều đồ thờ khác. Ngày xưa, lễ hội trên sông đều có rước nước, rước kiệu và tế thủy thần trên sông. Nhiều thuyền ghép lại thành sân tế, ban đêm kiệu bơi thong thả trên sông. Hai bên bờ đèn thuốc uốc thắp sáng tựa sao xa. Ngôi đền còn là nơi ghi thêm những sự kiện cách mạng quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sau khi bộ đội chủ lực ta rút khỏi Hà Nội để xây dựng lực lượng, giặc Pháp nóng ra các vùng xung quanh. Ngày 2 tháng 3 năm 1947, địch mở hai cánh quân đánh chiếm Đan Phượng tại đền sông. Ngày 19 tháng 5 năm 1947, Đảng bộ Đan Phượng họp đại hội lần thứ nhất để bầu chủ trương lãnh đạo nhân dân trong huyện kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chúng ta thả hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ." Tại đại hội này đã bầu ra ban chấp hành huyện ủy đầu tiên gồm 5 đồng chí do đồng chí Nguyễn Bá Đoán làm bí thư, đồng chí Lê Ước làm phó bí thư và 3 ủy viên, các đồng chí Tạ Mạnh Dũng, tức Phong Vũ, Lê Hòa và Tán Trạch. Ngôi đền còn là địa điểm liên lạc và hội họp bí mật của cán bộ khu du kích địa phương. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đền sông là nơi sơ tán vũ khí của Tổng cục Bộ Quốc phòng. Đến năm 1990, đền sông Đại Thần được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Cảnh quan của đền thơ mộng, hiện nay chính quyền và nhân dân đang quy hoạch để tôn tạo đền trở thành địa điểm tham quan du lịch đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn cảnh đẹp và giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương. Hôm nay, ngày 1 tháng 2 năm 2020, tức ngày 8 tháng 1 năm Canh Tý, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm 30 năm nhân dân đền sông Đại Thần được đón nhận
bằng di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Nhân dân đền Song luôn phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, của di tích đền Song Đại Thần. Suốt 30 năm qua, nhân dân đền Song đã xây dựng, bảo quản tốt di tích, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, nghị quyết của các cấp bộ đảng từ trên xuống, pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng pháp lệnh về tín ngưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhất là năm 2019 được Đảng và Nhà nước quan tâm, từ Bộ Văn hóa, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tháp đã đầu tư tu bổ tôn tạo di tích lịch sử cách mạng, phần hậu cung đại bái ống uống hiện đã hoàn thành. Được sự hảo tâm của toàn thể nhân dân, trong dân, gái, rể dân cùng khách thập phương công đức gần 500 triệu đồng, sắm thêm đồ thờ và công trình phúc lợi cho cảnh quan của di tích được khang trang. Hiện nay, ngôi đền còn hai bên tả hữu phương linh xuống cấp, rất được sự quan tâm của lãnh đạo để được khang trang và hoàn thiện hơn. Bước sang năm mới, năm Canh Tý, nhân dân đền Song Đại Thần xin hứa với các cấp lãnh đạo thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, phấn đấu xây dựng giữ vững, quản lý bảo quản di tích theo đúng hiến pháp và pháp luật, đúng pháp lệnh tiến ngưỡng, thực hiện nếp sống văn hóa nơi thờ tự, ứng xử văn hóa nơi công cộng, đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, góp phần xây dựng làng văn hóa thôn Đại Thần được giữ vững. Thay mặt cho tiểu ban quản lý di tích, tôi được xin khai mạc lễ hội truyền thống Đại Thần Xuân Canh Tý năm 2020. Cuối cùng, xin kính chúc các cụ cao niên, các quý vị đại biểu, lãnh đạo Đảng, cấp chính quyền, các đơn vị, hai giới các cụ, các ban quản lý đình chùa trong và ngoài xã cùng toàn thể nhân dân một năm Canh Tý mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Chúc lễ hội được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Trần Văn Ất, cụ Nguyễn Văn Hứa nên nổi chiêng chống khai hội ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các xã Dương Liễu, Minh Khai, Song Phượng, kính thưa các cụ hai giới, thưa toàn thể nhân dân. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng, mừng xuân mới Canh Tý năm 2020, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Tháp đang ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 tuổi và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, ngày 1 tháng 2 năm 2020, tức ngày 8 tháng 1 năm Canh Tý, nhân dân thôn Đại Thần long trọng tổ chức lễ hội truyền thống đền Song năm 2020. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Tháp xin nhiệt liệt chào đón các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân. Chúc các vị đại biểu, toàn thể nhân dân một năm mới mạnh khỏe, gia đình an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Di tích lịch sử quốc gia Đền Song được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng năm 1990 là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân sống bằng nghề trải lưới trên sông đáy thuộc thôn Đại Thần, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, được nhân dân xây dựng để thờ thành hoàng làng. Hàng năm,
vào những ngày đầu xuân mới, nhân dân thôn Đại Thần tổ chức lễ hội tại đền sông, dâng vật phẩm tế lễ trước thành hoàng làng, kính cẩn cầu mong các vị thần phù hộ cho nhân dân cuộc sống an lành, no đủ, nước thịnh, dân giàu. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đền sông là địa điểm hội họp liên lạc bí mật của cơ sở cách mạng rất an toàn. Tại đây, ngày 19 tháng 5 năm 1947, Đại hội Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ nhất đã tổ chức an toàn, ra chủ trương tiếp tục chỉ đạo kháng chiến đi đến thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ là nơi sơ tán vũ khí của Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Năm 1992, huyện ủy Đan Phượng gắn bia di tích lịch sử cách mạng. Trải qua thời gian, di tích lịch sử đã bị xuống cấp, được sự quan tâm của nhà nước và sự công đức của du khách và nhân dân. Tại quyết định số 61 ngày 5 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền sông, xã Đồng Tháp, hạng mục đại bái, hậu cung và ống muống với tổng kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng. Công trình đã được khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2019. Đến nay, công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đã tạo lên một diện mạo mới của di tích lịch sử đền sông hôm nay, đáp ứng nhu cầu chiêm bái của nhân dân nhằm phát huy và giữ gìn giá trị văn hóa, giá trị lịch sử cho các thế hệ mai sau. Lễ hội đền sông hôm nay chính thức khai hội là nhịp cầu nối để chúng ta tăng cường tình đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Để tiếp tục phát huy truyền thống của lễ hội, chúng ta cầu chúc và mong muốn cho mọi người đến với lễ hội được cầu lộc, cầu tài, cho mọi người được mạnh khỏe, nhà nhà được hạnh phúc, đất nước được phồn vinh. Để lễ hội được thành công tốt đẹp, Đảng ủy, Ủy ban xã đề nghị thôn Đại Thần thực hiện tốt công tác quản lý lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh do chủng virus corona mới gây ra, thực hiện đúng quy định của nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tạo động lực để nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Trước khi dừng lời, một lần nữa, thay mặt Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Tháp, kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các cụ hai giới cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Lê Văn Vinh. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Trần Văn Ất, thay mặt tiểu ban quản lý di tích đền sông, nên tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, kính thưa các cụ cao niên, kính thưa quý đại biểu khách thập phương, kính thưa toàn thể nhân dân, được sự nhất trí của chính quyền các cấp, hôm nay ban quản lý di tích cùng các cụ và đồng nhân thôn Đại Thần tổ chức lễ hội truyền thống trên sông nhằm mục đích ôn lại lịch sử của đền. Từ xa xưa, các vị thần đã có công với nước, với dân, chống giặc ngoại xâm và dựng nước, chi phối cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, đền sông ghi mốc son lịch sử nơi Đại hội Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ nhất 19 tháng 5 năm 1947, ngày hội truyền thống hiện nay được đón tiếp quý đại biểu cùng các cụ quý khách thập phương về dự dân hương, động viên phong trào nhân dân. Tôi thay mặt
ban quản lý di tích, thay mặt các cụ cùng đông dân, xin chân anh cảm ơn đâu xuân Canh Tí năm mới. Xin kính chúc sức khỏe tới các vị đại biểu, khách quý, các cụ, quý khách thập phương, năm mới thêm tuổi mới, an khang, thịnh vượng và thanh đạt. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn cụ Trần Văn Ất. Sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo xã, các đồng chí lãnh đạo các xã, các cụ cao liên đại diện chúng ta lên dâng hương ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Sau khi các đại biểu dâng hương thì xin mời các cụ cao liên, quý khách thập phương cùng các đại biểu lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo chúng ta về bên nhà ăn để chúng ta dựng hội nghị, dựng bụng chai cùng với nhân dân ạ. Bộ phận hậu cần và chúng ta chuẩn bị đón tiếp các đại biểu về khu vực chúng ta thùng chai ạ. Cười vui
người người đi lễ nguyện cầu gia quyến bình an, nhà nhà ấm no yên bề năm mới gặp người. Đình làng quê tôi, quê tôi. Chạy hội làng em, làng em bên con sông
những câu lỡ thơ nước chảy. Làng em tháng riêng đến hội gái trai nô nức, ước hẹn tìm duyên. Chị hai xinh, chị đứng bên đình, nghiêng nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo anh hai. Bước xuống thuyền rồng ca câu quan họ rằng người ngoan ơi, ca câu quan họ chọn tình thương ai. Lật phất mấy hạt mưa xuân, thắm thêm đào phai nở buồn, hồng thêm đôi má chị hai. Lắc sắc mấy hạt mưa bay, làng em tưng bừng mơ hồi, mời anh chảy hội làng em. Làng em bên con sông cầu lỡ thơ nước chảy. Làng em tháng riêng đến hội gái trai nô nức, ước hẹn tìm duyên. Chị hai xinh, chị đứng bên đình, nghiêng nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo anh hai. Bước xuống thuyền rồng ca câu quan họ rằng người ngoan ơi, ca câu quan họ chọn tình thương ai. Lật phất vẫn hạt mưa xuân, chị hai hát câu ra bàn, buồn trong câu hát người đi. Lạc sắc như hử mưa bay, anh mong hồi xuân năm tới, anh xin được gọi là hồi làng ta. Anh mong hồi xuân năm tới, anh xin được gọi là hồi làng ta. Thank you.
Việt Nam ơi, văn hiến ngàn năm trôi. Tài nhân ơi, cháu con hùng vương ơi. Thiên cùng ca giống nói tiếng giống, đầy hồn nhiên khắc vào trong đồng. Tình yêu Việt Nam thành câu ca thủy chung, hòa theo nhịp trống tiên quân gieo hào hùng. Ơi tài nhân tiếng gọi non ngàn, ơi tình yêu khai nguồn âu lan. Ngàn năm Việt Nam bình yên câu hát ru, hồng hoan ngày ấy tiếng đưa nôi mẹ hiền. Thiên hùng ca tiếng ru xuôi nguồn, thiên hùng ca nước Nam mãi con. Sang người quê hương Việt Nam, muôn đời dân Nam trời Nam. Vang hiến muôn đời non nước Việt Nam ơi, văn hiến ngàn năm trôi. Tài nhân ơi, cháu con cùng vương ơi. Thiên cùng ca giống nói tiếng giống, đầy hồn nhiên khắc vào trong đồng. Tình yêu Việt Nam thành câu ca thủy chung, hòa theo nhịp trống tim quân gieo hào hùng. Ơi tài nhân tiếng gọi non ngàn, ơi tình yêu khai nguồn âu lan. Ngàn năm Việt Nam bình yên câu hát ru, hồng hoan ngày ấy tiếng đưa nôi mẹ hiền. Thiên hùng ca tiếng ru xuôi nguồn, thiên hùng ca nước Nam mãi con. Rằng người quê hương Việt Nam, muôn đời dân Nam trời Nam. Vang hiến muôn đời non nước Nam. Con cháu vua hùng bao tài nhân, câu ca nâu lạc ngàn đời, hóa cho tình nước bị dạng ngời. Việt Nam ơi, văn hiến ngàn năm trôi. Tài nhân ơi, cháu con cùng vương ơi. Thiên hùng ca giống nói tiếng giống, đầy hồn nhiên khắc vào trong đồng. Tình yêu Việt Nam thành câu ca thủy chung, hòa theo nhịp trống tiếng quân gieo hào hùng. Ơi tài nhân tiếng gọi non ngàn, ơi tình yêu khai nguồn âu lan. Ngàn năm Việt Nam bình yên câu hát ru, hồng hoan ngày ấy tiếng đưa nôi mẹ hiền. Thiên hùng ca tiếng ru xuôi nguồn, thiên hùng ca nước Nam mãi con. Rằng người quê hương Việt Nam, muôn đời dân Nam trời Nam. Vang hiến muôn đời non nước Nam. Con cháu vua hùng bao tài nhân, câu ca nâu lạc ngàn đời, hóa cho tình nước Việt dạng ngời. Đang dưới về lái.
con một đoạn, xong bắt đầu lại quay về này. Thank you.
dòng máu Lạc Hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nổi dòng Lạc Hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu là không tự hào. Oh,
từng đàn chim vô cánh tung trời. Đất nước tôi đã trải qua bao ngàn đời, kia là miền Trung thương nhớ, kia là miền Bắc thân yêu. Về miền Nam nghe giọng hò âu ơ mẹ hát ru con. Dân tộc tôi 54 anh em cùng sát vai vượt qua những thăng trầm, cùng tiến lên đem máu xương tô thắm non sông Việt Nam. Hãy cùng nắm tay đưa non sông Việt Nam đi lên, hãy cùng sát vai đưa Việt Nam qua cơn bão tố. Một đất nước nhiều những gian lao, một quê hương khát khao hòa bình. Dòng xưa mẹ sẽ nuôi lớn ta, mẹ Việt Nam muôn đời kêu hãi. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát. Dòng nước mắt rồi sẽ lâu đi, ta cùng bước trên con đường dài. Người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chim lạc sẽ vút bay trên bầu trời Việt Nam. Thank you.
Năm lưu danh sự sách, mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời
gian qua đã thắm đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi, để hôm nay con cháu cùng hoan ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình ly trần lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời, dương mau dòng tiên ơi, còn đây kiến trung bất quên, như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền, hào khí trời nam ta dạng người sắt son Việt Nam. Chiều Tây sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắt son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thắm oai hùng. Đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó, giặc bao phen khiết viết chùn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông Hán hồn thương ơi, ngàn sao cho con ghi lòng, dòng lớn Bạch Đằng Giang ơi, vùi thầy bao quân sấm bên, lớp lớp người chung tay dựng xây gấm son san hà, cho nước Việt Nam ta ngàn năm muốn cao hùng thiêng. Đình ly trần lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời, dương mau dòng tiên ơi, còn đây kiến trung bất quên, như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền, hào khí trời nam ta dạng người sắt son Việt Nam, cho đến ngàn năm sau dạng người sắt son, hào khí Việt thank you.
được biết rồi này. Quay vào cái nắp là nó đẹp. Thank you.